Theo điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an huyện này phát hiện một số người có dấu hiệu mua bán, tàng trữ súng săn quy mô lớn nên đã lập án điều tra. Công an huyện Như Xuân phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ vừa khám xét nơi ở, nơi làm việc của 6 nghi phạm đều ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Công an đã thu giữ tang vật liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí từ các nghi phạm nêu trên gồm 2 dàn máy chế tạo linh kiện súng, 2 dàn máy thử và căn chỉnh súng, 9 khẩu súng săn, 619 linh kiện súng săn, 6.000 viên đạn súng săn, 3 máy bơm khí nén súng, 16 bưu kiện, bên trong là linh kiện súng săn đã đóng sẵn và nhiều công cụ, thiết bị khác có liên quan. Làm việc với công an, bước đầu các nghi phạm khai sau khi đặt mua các loại súng săn và linh, phụ kiện của súng đã vận chuyển, cất giấu tại kho hàng bí mật để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Sau đó, các nghi phạm sử dụng tài khoản trên kênh YouTube, Zalo, Facebook, nhóm kín để đăng tải, quảng cáo, mua bán súng săn các loại. Khi khách hàng có nhu cầu, các nghi phạm sử dụng SIM, số điện thoại rác để liên lạc, chuyển hàng, gửi hàng cho khách qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Hiện nay, Công an huyện Như Xuân đang tạm giữ 4 nghi phạm để tiếp tục điều tra vụ án, đồng thời truy bắt các nghi phạm liên quan.